Đây các bạn, thì hẳn mình có lên mâm dây dép cho dép F135 mình nè. Đi, mình đi làm cái FZ luôn rồi, 57 FZ, đi zin cơ khí, không cơ khí các bạn, đi zin qua chỉ thay cam thôi. Di lên sẽ đi cổ lại 32. Thì cái mâm dây dép này mình mua, không mua tập gần 3 triệu á. Của new dây dép thôi các bạn, chứ không phải là mâm theo xe nha, new dây dép. Còn cái dĩa này mình mua là tầm 250 ngàn của X1R này 245. Nếu các bạn đi lên cái này mâm dây dép, các bạn đi cái dĩa này nó đẹp hơn. Còn nếu ai có tiền thì đi nguyên cái dĩa zin của dây dép luôn, thì nó 260, có nghĩa là đường kính nó 260 á. Còn dây dép, còn cái mâm, cái dĩa mà của theo xe có kẹt cho 35 nữa nó 220 à, 220. Còn này mình đi 245 nha, 245. Nếu các bạn đi 245 các bạn buộc phải thêm cái, mua thêm cái bát CNC này nha. Bát CNC này mình mua cái này, các bạn dặn chịu khó tra mỏ bò vô nha, tại cái này bằng nhôm á. Thì cái này mình mua trăm ship luôn, 105 ngàn, 110k đó. Thì các bạn tháo cái mua vậy, các bạn tháo cái ngóc cái này nha, chỗ này nè, bạn của cái rin á, các bạn tháo qua đây, rồi tháo cái cầm này, cái con ốc này, hai đầu nha, các bạn chịu lục giác hai bên, bên đây lục giác một con này, bên đây lục giác một con, cứ khi mà các bạn gỉ cái này ra các bạn thấy thấy à. Thì sau khi mình lắp vô, lắp vô zin các bạn, do cái con heo của mình nó bị kẹt sim trong đây rồi, nó không có thắng tốt đâu, để xong mình sẽ xử lý lại. Để xong xuôi mình sẽ xử lý cái con heo này lại các bạn, mình thay bố, bố khác, bố thì cũng mòn rồi nè, mòn, thấy các bạn thấy nó đẩy bê tông ra muốn hết luôn, bê tông luôn nè. Còn cái dĩa này, dĩa là dĩa X1R, nó nhái của dây dép thôi các bạn, chứ không phải là dĩa dép luôn nha. Các bạn thấy nè, cái này nó dính luôn, chứ không phải là nó chia hai phần như của dây dép nha. Cái này bấm vô chỉ bấm tượng trưng thôi. Thì lên cái tầm 240, 245 là đi mình thấy vừa các bạn. Nè, đi 245 là vừa rồi các bạn, nếu mà đi 6 260, 260 nó sẽ lớn hơn tí xíu nữa. Cái dĩa nó lớn, nó muốn bằng hết cái mâm xe này luôn. Nè, nếu mà đinh các bạn đi cỡ 245 là vừa. Nó đẹp, vừa đẹp xe. Mà kiểu đây X1R. Nó X1R thì cái đường kính nó là 245. Cái dày nó là 3,5 ly nữa mà. Còn cái này mình mua cái nhôm file CNC của tụi của trên mạng, trên hay bán theo á, các bạn mua theo cái này luôn cũng được. Các bạn nhớ nói là bát của lên ẹt cho 35, lên dĩa 245 nha, tại nó nhiều loại lắm, lên 245 rồi lên 260, 268, 267 nữa. Do cái sim này nó bị nở nè, xài thời gian nó bị nở, phụ ra để mình xong xuôi nhìn về xử lý lại các bạn. Để xử lý cái con heo này lại thay bố nè, bố nó mòn quá trời, mòn không có điều, nó ăn không có điều, với nó lúc các bạn bấm vô nó không có thụt trở lại, nó cứng ngắc à, nên có thể là dẫn đến xước đĩa các bạn. Đĩa mới mà xước ổn lắm. Xước một đường rồi nè, do cái bố mình có vấn đề nè. Rồi thôi để mình lắp lại. Các bạn chịu khó nhớ nha, là tháo cái bát, cái ngóc này nè, trong cái bát zin ra, với hai cái đầu này, hai cái lục giác này, một giác 5, một giác 6 á, bạn dặn ngược ra nha, dặn cho nó ra. Rồi xong rồi lắp qua đây, thấy cũng ok đó. Lắp vô thì lắp như zin các bạn, chứ các bạn đưa qua xong rồi lắp như zin thôi. Vậy là đưa vô các bạn lắp, nhận ốc là xong rồi, không có chế chác gì hết, nó cũng đơn giản. Thì lên mâm này mình thấy cái dĩa này thấy cũng đẹp nè, nó vừa xe, vừa 245. Còn nếu đi 260 nó lớn lắm, 260 nó ra tới đây, là một bên một phân thì ra tới đây. Còn có dĩa 267 của 260, nếu mà giá riêng đó nó tầm gần 2 triệu có dĩa lận.
là nó tầm 2 triệu một cái dĩa, nhưng mà cái ở đây nè nó có, nó chia ra 2 phần, nó bấm bằng lỗ này, còn cái này chỉ bấm vô dạng tượng trưng thôi, cho có thôi các bạn. Nhìn giống như dép thôi, nhưng mà này dĩa màu rờ, cái màu rờ này thì cái dĩa này cũng tốt và dày. Rồi ok, để mình tiến hành mình lắp cái này lại. Còn cái này sau ngày mai em sẽ, cái phần mua dĩa với phần mua cái bát này mình, tại vì hai chỗ mình mua hai chỗ khác nhau, mình sẽ đưa phần mô tả, các bạn có muốn mua thì các bạn click dưới phần chứ mua nha. Ngày mai mình xử lý con heo để mới được, con heo này dạng cứng ngắc à, nó không có bốn cứng ngắc, nó không có trả ra trả vô được, không có ngọt, lúc ăn bóp ra nó cứng lắm. Rồi thôi các bạn, để mình xử lý nó cái.